Yung magbila niya. Oma. Ano? My light turns on wet. Wow. I'm not hungry. Did I? Yes, yes. It's easy. Chó của ai nhỉ? Trường hả? Con ơi, đi trước à, để mẹ đá. Con ơi, để mẹ đã.
chui. Mẹ đã. Đây để mẹ nhé. Cô rồi đi đâu nhỉ chưa?
con với nhà chồng. Em bé đói lắm rồi, em bé đói lắm rồi, em bé đói lắm rồi. Rồi cái chân của con đã lên giường rồi, con ra đây ngồi đi. Thank you.
Đợi một tí nhé, mẹ lấy lá chuối xong mình lấy cái kia để mình đi bán nhé. Được chưa? À, con giỏi nè, con chung em nhé. Vâng chưa? À, mẹ đi lấy lá chuối xong mình gửi cái kia mình đi nhé. Nhé, nghe lời nhé. Không khó nhé. Đó, để cái đậy nhé. Đi vào nhà để em con cũng vui á. Nhưng mà có cái chuối ở đây nữa. Con cũng vui đi sao mẹ vui đi. Mẹ đổ cái kia ra nhé. Liên nè. Để cái tay này nhấc mạnh vào nhé. Đây coi, con nhấc cái chân này đi, co chân lên đấy. Cẩn thận nhé, để mẹ đổ một phát ra là được rồi. À, đồ, mẹ ơi, nó con cái tay hết rồi. Đây mẹ đổ một tí là được à. Cái tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đang cần thuốc bổ máu. Lấy hộ em bế con cho có tay bút. Tối lạnh lắm. Ăn hết bế con về. Thuốc này hiếm lắm nhá. Đi lấy vất vả lắm. Mẹ bọn em ở trên rừng chắc mới có nhỉ. Phải lấy đi nhiều tí. Lấy đi phơi khô đi. Lấy về phơi khô nó mới không hỏng. Chị đang cần thuốc này, chị lấy tí này. Đây đi. Bao nhiêu tiền đấy? Lấy 30.000. 30.000. Đang cần mua đấy. Lấy hết của em đi, 30.000 thôi. Thế lấy hết nhá, đang cần dùng nhiều. Ôi, cần bế con. Lấy túi xanh ấy. Cái này lấy đi phơi để gần, muối gần. Lấy đi phơi khô đi. Cái này phơi khô là bán đắt hơn. Cái này lấy đi phơi. Làm thuốc hả? À. Hai túi à? Cái này lấy đi lùng với lại những loại thuốc khác là nó nên thuốc ấy. Cái này nhà đang làm thuốc nam. Chuối của con đưa vào vùi đi con. 30.000 ạ. Vâng. Bác có mua cả chuối em. Không mua con, bác. Con này ăn. Không ăn được chuối đâu. Con bùng á. Xin. Con đi rảnh á. Con nữa. Con đi vui vào đi. Mẹ ơi. Đi đó con đó. Đói đi mua sữa đó con. Ok rồi. Rồi, không lấy. Đây nè.